Nhìn tướng mặt là biết một tuần nữa các bạn có tiền. Các bạn để ý vào cái lỗ mũi, đặc biệt là ở chỗ này. Công nhân tướng gọi là cái chuẩn đầu, còn mình gọi bình thường gọi là cái chót của lỗ mũi. Các bạn nhìn nước da nó sáng và nó bóng hơn tất cả những khu vực còn lại. Tuy nhiên còn yếu tố thứ hai là các bạn phải nhìn nó xoáy và nó tròn thì các bạn sẽ có tiền trong vòng một tuần nữa, chắc chắn với các bạn, vì cái này Kim Hải Đông đã nghiệm lý rất nhiều. Các bạn để ý một điều, trong nhân tướng học thần khí sắc rất quan trọng, do đó cái da mặt trong nhân tướng rất quan trọng. Các bạn phải chú ý trong cái sắc diện của diện mạo mình mà thấy cái chuẩn đầu này nó bóng hơn những chỗ khác mà nó ánh lên, thì các bạn nhận biết rằng đó là dấu hiệu của các bạn sắp sửa có tiền. Và tiền này nó có một điểm đặc biệt, không phải tiền mà hàng tháng các bạn đi làm hay cái tiền mà gọi là thường niên, đây là cái tiền bất ngờ, tức là cái số tiền này có được mang tính chất bất ngờ. Các bạn lưu ý và hãy cùng Kim Hải Đông chiêm nghiệm nha.